Bạn đừng bao giờ nghĩ mình đúng đắn và có quyền lên tiếng phê phán, moi móc, chỉ trích những người sống sai trái kia. Bạn nên nhớ đạo đức làm người là chúng ta có quyền ghét những việc làm sai trái đạo đức, nhưng không nên ghét những người sống sai trái đạo đức. Khi bạn ghét họ là trái tim của bạn đã eo hẹp, không có tình yêu thương, và bạn đã phát sinh ra lòng hận thù, ganh ghét. Thậm chí là những tâm tính sai trái của bạn đang trỗi dậy mỗi ngày. Bạn càng ganh ghét hận thù người ta thì tâm địa bạn cũng đâu có tốt. Bạn cứ đi tìm lỗi người mà quên quay về nhìn lỗi chính bản thân mình. Nếu như bạn nhìn lỗi người ta, bạn nói ra vì tình yêu thương, hay bạn nói ra vì nhiều người khác, và bạn cũng không hận thù ghét ai hay lợi dụng điều gì đó để mình có quyền lợi, thì chắc chắn rồi bạn là một con người tuyệt vời, chứ không phải là một con người sống sai trái đâu. Nhưng những người tuyệt vời ấy trên trần gian này vô cùng hiếm. Bạn có chắc rằng bạn đi nói lỗi người với trái tim bao dung yêu thương không? Đa số công việc thấy trên mạng toàn là tâm hận thù, thích thể hiện, thích được nổi tiếng, moi móc lỗi người, và tệ hại hơn là cố tình bịa đặt vu oan để nhằm gây sự chú ý, nhằm câu like, kiếm follow, lượt thích ảo trên mạng xã hội. Tại vì người phàm trần này đa số thích thị phi, thích ai đó bị chửi rủa, bị moi móc thông tin nào đấy thì khởi lên tính tò mò, muốn tìm hiểu, muốn dìm người khác xuống, để vô tình nghĩ rằng mình cao, mình hơn người. Đa số là thế thôi. Các bạn để ý những trang mạng dìm người, bịa đặt xúc phạm người, hay đưa mặt người ta lên phỉ báng, phê phán, chửi rủa, đều nhiều người ủng hộ, là bởi vì đa số con người thường thích cao hơn người khác. Khi tâm khởi những điều ấy thì con đường địa ngục sau này sẽ đến với các bạn, và địa ngục trần gian cũng đã có rồi. Không sớm thì muộn, vài năm nữa thôi, các bạn sẽ sống trong khổ đau, buồn phiền. Và có những người sống khổ đau mãi rồi, họ quen với điều ấy, họ cảm thấy rằng bình thường. Nhưng với những người có phước, sống quen ánh sáng, họ nhìn vào những người khổ tâm phiền não ấy, họ không cảm thấy rằng đó là điều tốt đẹp. Họ cho rằng đấy là một địa ngục trần gian mà loài người phải chấp nhận chịu đựng, và cảm thấy quá quen, không có gì muốn thoát ra. Khi nào bạn muốn thoát ra sự khổ đau, phiền não thì cũng chứng tỏ bạn đã có phước, muốn thoát ra con đường khổ đau rồi. Nhưng điều đáng thương thay, rất nhiều người đã quen cảnh khổ đau, sống nhục nhã, đau khổ, và cho đó là bình thường, không có gì là cảm thấy khổ cả. Chỉ có một điều mà các bạn nên nhớ rằng, linh hồn khi các bạn chết đi không phải là hết. Các bạn cứ đi bới móc lỗi người ta, các bạn cứ đi nói xấu người ta, lúc ấy tâm các bạn cảm thấy khoái chí, vì càng nói lỗi người, các bạn cảm thấy mình hơn người ta. Các bạn cảm thấy cái tôi của mình đang được cao trào lên, và cho mình là một người hơn ai đó, và cảm thấy kiêu hãnh, tự mãn với lòng mình. Nhưng nhân quả đã ghi nhận, cuộc đời bạn đã khổ đau ngay chính hiện tại kiếp này. Rồi khi bạn chết đi, linh hồn bạn sẽ đọa trong cảnh đau đớn, chịu nhiều đắng cay, mà lúc ấy khi bạn hối hận,
cũng đã quá muộn màng. Vậy nên cô Nguyệt rất mong sẽ có nhiều bạn hãy biết nhìn đến hậu quả trong tương lai, vì nhân quả là hoàn toàn có thật 100%. Gieo nhân xấu sẽ ra nhiều trái xấu khác, chứ không phải là ra một trái xấu đâu. Các bạn đừng hiểu lầm nhân quả, để rồi cứ hống hách tạo nghiệp, đến khi nghiệp đổ không gánh nổi đâu. Vậy nên đừng bao giờ ghét những người sống sai trái đạo đức, mà hãy ghét những việc làm sai trái thôi. Còn những người sống sai kia, bạn có quyền giận vì họ đã đem biết bao nhiêu hậu quả trầm trọng đến với hàng triệu nghìn con người khác. Nhưng bạn không nên ghét hay hận thù họ. Và nếu như họ quay đầu thì bạn cũng rất yêu thương và luôn mến chào họ trong trái tim của mình. Nhớ rằng đừng bao giờ mang tâm hận thù, oán trách, ganh ghét đố kỵ một ai, bởi vì càng làm điều ấy và khi khởi tâm ấy, chính bản thân bạn đã là một người không tốt đẹp gì và cũng phải chịu nghiệp quả đắng cay vô cùng đấy. Hãy sống sao để mang trái tim bao la hơn, nhân hậu, từ bi hơn nha.